Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 39 Xin mời mở bộn kinh ra Nguyễn Trung trang thứ 33 Nguyễn Trung trang thứ 33 Hàng cuối cùng bắt đầu xem kinh văn Nhờ hữu nữ nhân Yếm nữ nhân thân Tận tâm cúng dường địa tạng Bồ Tát Họa tượng cặp thổ thạch giao tất đồng Thiết đẳng tượng Như thị Nhật nhật bất thối Thường dĩ hoa hương Ẩm thực Y phục Tăng thái Tràng phan Tiền bảo vật đẳng Cúng dường Thị thiện nữ nhân Tận thử Nhất báo nữ thân Bách thiên vạn kiếp Cánh bất sanh Hữu nữ nhân thế giới Hà huống phục thọ đoạn này là nói về chuyển thân nữ sự việc này xã hội hiện nay khác với xã hội trước đây xã hội thời xưa ở trung quốc ở ấn độ và có thể ở những nơi khác cũng tương đối giống nhau địa vị của người nữ trong xã hội tương đối thấp nghĩa là nam nữ không bình đẳng nhưng trong xã hội hiện nay điều này đã khác rồi là khác với trước đây rồi trước đây phật nói ở trên kinh thân người nữ chướng ngại phiền não nhiều tình chấp nặng hơn so với thân người nam cho nên phật nói ở trên kinh ngọc gia nữ người nữ có mười việc thường hay lo nghĩ thứ nhất là lúc mới chào đời cha mẹ không vui người mẹ sanh được con trai thì rất vui khi sanh con gái thì tâm vui đó bị giảm đi rất nhiều thứ hai là đây là ở trong xã hội trước đây cha mẹ và người trong gia đình quản lý giáo dục đối với con gái cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều mặc dù trưởng thành cũng không được phép giao tiếp với đàn ông bên ngoài khách bên ngoài họ là có phân biệt nội ngoại đây là thường hay sợ gặp người ngoài kế đến là lúc gã lấy chồng thì cha mẹ cũng thêm lo lắng tóm lại là phải xa rời cha mẹ người thân quyến thuộc đây là trong phật pháp gọi là ái biệt ly khổ gã đi rồi thì hoàn toàn phải xem người chồng xem sắc mặt gia đình của họ có biết bao nhiêu là chướng nạn lúc thiếu niên thì cha mẹ quản thúc khi gã đi rồi thì chồng quản thúc đến lúc già thì con cháu quản thúc nên rất nhiều khổ sở cho nên không muốn làm thân nữ thời hiện nay quan niệm này đã khác trước đây rồi Chúng ta hiểu rõ những tình trạng này Những điểm quan trọng nhất ở trong đây Là nói với chúng ta Nghiệp lực có thể chuyển đổi được Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Ngay cả thân hình còn có thể thay đổi được Hướng hồ là dung mạo, thể chất, thân thể Điều đó đương nhiên là dễ dàng hơn nhiều rồi Phải hiểu được cái đạo lý này những gì trong đây nói chẳng qua là nguyên lý cảnh chuyển theo tâm mà thôi tâm có thể chuyển cảnh chúng ta hiểu rõ đạo lý là được rồi phương pháp chuyển chỗ này nói nhược hữu nữ nhân yếm nữ nhân thân trong đoạn phía sau này là thì thiện nữ nhân từ đó cho thấy người nữ ở phía trước này là người thiện nữ, nó tỉnh lược bớt một chữ. Chữ này là vô cùng vô cùng quan trọng, chúng ta xem văn phía sau sẽ hiểu được chỗ này. Người nữ này là người thiện nữ. Người thiện nữ nhất định là phụng hành tam phước mà trong quán kinh nói. Đây là điều nhất định phải nhớ kỹ. Kinh này là Kinh Đại Thừa Những gì mà trong 11 câu của Tam Phước nói Đều phải làm cho được Làm được đến trình độ nào Thì lúc đó hãy bàn luận sau Chỉ cần bạn có thể làm được một vài phần Cũng gọi là người thiện nữ Không làm thì không được Nhất định phải làm được Cho nên họ có nền tảng này sau đó lại dựa theo lý luận và phương pháp này để tu học thì có thể được quả báo tận tâm chữ này là chữ mấu chốt ở trong phương pháp tu hành nhất định phải tận tâm tận tâm chính là dùng tâm thành kính nhất tâm chân thật nhất để mà tu cúng dường cúng dường hình tượng bồ tát địa tạng hình tượng thì hình ảnh vẽ cũng được hình tượng nặng đắp cũng được hình tượng đúc bằng vàng bạc đồng sắt cũng được chỗ này nói chỉ cần là cúng dường hình tượng bồ tát địa tạng kinh văn phía dưới đều là có ý nghĩa này cúng dường là ngày ngày vĩnh viễn không thôi có thể thấy là phát tâm dài lâu đồ cúng đã nêu ra mấy đồ điển hình rồi dùng hoa cúng dường Dùng hương cúng dường Dùng đồ ăn, đồ uống, y phục Gấm lụa tràn phan Và tiền tài, bảo vật, dân dân để cúng dường Đây là nói đồ vật cúng dường Đồ vật cúng dường nhiều hay ít Sang hay hèn là tùy theo năng lực của mình Tuyệt đối không gượng ép ở trong đồ cúng hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng cái điểm này phải đặc biệt nhớ kỹ nếu như không hiểu pháp tượng trưng mà chỉ dùng loại hình thức này để cúng dường thì lợi ích đạt được là rất nhỏ nhoi không thể chuyển nổi nghiệp lực nhất định phải hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng hay nói cách khác hình tượng phật bồ tát và tất cả đồ vật cúng dường đều là từng giây từng phút đề cao sự cảnh giác của mình đức hạnh của bản thân bạn không ngừng nâng cao lên thì bạn có thể được tự tại tự tại giống như phật bồ tát vậy cần dùng thân gì được độ thì họ liền hiện thân ấy hay nói cách khác đem nghiệp lực của mình chuyển đổi thành nguyện lực ý nghĩa quan trọng nhất của đoạn kinh văn này là ở chỗ này nguyện lực thọ thân thì tự tại còn nghiệp lực thọ thân thì không tự tại cho nên phương pháp này là dạy chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực cúng hoa chúng ta nhìn thấy hoa liền nghĩ đến phải tu nhân là hoa nhân của lục độ vạn hạnh đặc biệt những gì mà trong kinh hoa nghiêm hiển thị trên kinh điển nói với chúng ta bạn xem trên kinh hoa nghiêm nói bất kỳ người nào bất luận họ sống đời sống như thế nào họ là thân phận gì họ làm việc trong ngành nghề nào cũng đều không có ảnh hưởng đều có thể tu hạnh bồ tát. Hạnh bồ tát là gì? Chính là đời sống của họ, chính là công việc trong ngành nghề của họ, chính là sự xã giao thường ngày của họ. Làm sao biến những sự việc này thành hạnh bồ tát vậy? Biến thành lục độ vạn hạnh gì? Mấu chốt là ở tâm bồ đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ Chân thật giác ngộ Giác ngộ cái gì? Giác ngộ thực tướng các Pháp Trong Kinh Bát Nhã nói Ba tâm không thể được Các Pháp không có gì sở hữu được đây là giác ngộ chân chánh tâm hạnh của bạn tương ưng với tự tánh cũng chính là tương ưng với thực tướng tất cả các pháp thế thì làm sao bạn không tự tại được chứ từ sau khi thật sự giác ngộ rồi mới biết tận hư không khắp pháp giới là chính mình bạn mới thật sự hiểu ra và tự nhiên sẽ sanh khởi lên tâm yêu thương đích thực đối với tất cả người sự vật trong tận hư không khắp pháp giới tâm yêu thương này trong phật pháp gọi là đại từ đại bi vô duyên đại từ đồng thể đại bi tận hư không khắp pháp giới cùng thể với mình thể này là gì thể là chân tâm chân tâm chính là chân như chính là mổn tánh ở trong kinh điển phật nói rất nhiều danh tướng nhưng đều là nói đến một sự việc thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là từ chân tâm này biến hiện ra cho nên tình với vô tình là cùng một thể chư phật như lai nhìn thấy chúng sanh thọ khổ thật sự là như chính mình đang thọ khổ vậy nhìn thấy chúng sanh được vui thật sự là như chính mình được vui chúng sanh với mình là một thể đây mới là giác ngộ chân thật chúng sanh đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo rất khổ vì đã mê mất tự tánh rồi mê mất tự tánh nhưng tự tánh vẫn khởi tác dụng chứ không phải không khởi tác dụng nếu như không khởi tác dụng thế thì không gọi là chân tánh nó vẫn là đang khởi tác dụng tuy là khởi tác dụng bởi vì mê mất tự tánh họ vô tình bị nghiệp lực thao túng nên đời sống của họ liền khổ ngay chúng sanh đã giác ngộ rồi liền gọi là phật bồ tát là người đã giác ngộ thanh văn duyên giác cũng giác ngộ nhưng giác ngộ chưa đủ triệt để chưa đủ viên mãn nhưng họ đã có thể thoát khỏi sự khống chế của nghiệp lực rồi phật nói ở trên kinh thanh văn duyên giác ở trong tam đức họ được giải thoát là giải thoát mới một nửa chứ chưa phải viên mãn vì sao vậy pháp thân bát nhã chưa có chứng được ở trong tam đức mật tạng chỉ chứng được một nửa giải thoát họ xã thân thọ thân cũng tương đối tự tại rồi từ đó cho thấy còn bộ nền giáo dục phật pháp mấu chốt là ở giác ngộ sau khi giác ngộ chúng ta liền được tự tại là có thể tùy ý hóa thân không chỉ là chuyển thân nữ thành thân nam ý nghĩa của đồ cúng bằng hoa khai thị cho chúng ta nhiều như vậy pháp tượng trưng của hương là tính tâm hương tượng trưng cho tính hương là nhất định không có nghi hoặc xanh lên lòng tin thanh tịnh, kiên định đối với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Hương lại tượng trưng có giới định trong tán hương của chúng ta thường xướng là giới định chân hương. Hương cũng tượng trưng cho ngũ phần pháp thân hương. Có thể thấy nó đều có tính tượng trưng. Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Đây là điểm không thể không biết đồ ăn đồ uống y phục cúng dường là biểu thị lòng tôn kính của chúng ta chúng ta cần phải ăn uống chúng ta dùng đồ ăn đồ uống cúng dường phật bồ tát thật ra phật bồ tát cũng không cần chúng ta cần có y phục chúng ta dùng y phục cúng dường phật bồ tát Dùng y phục cúng dường Phật Bồ Tát Ở trong chùa chiền cũng có Chúng ta nhìn thấy có một số tượng đắp hình Phật Bồ Tát Trong chùa chiền Có người cúng dường y giống như áo khoác vậy Khi khoác lên thân đó chính là cúng dường y Cúng dường những đồ cúng này Đều có kinh điển làm y cứ Cúng dường đồ ăn, đồ uống là rất bình thường Cúng trước Phật Đây là cúng dường đồ ăn, đồ uống Gấm lụa, tràn phan Là những đồ trang sức Chính là dùng Những đồ bằng tơ lụa Cúng dường Phật Bồ Tát để trang nghiêm đạo trà Chúng ta hiện nay gọi là văn đèn kết hoa. Bạn xem quốc khánh Singapore sắp đến rồi. Trên mỗi con đường đều có văn đèn kết hoa. Chính là mang ý nghĩa này. Tràng phan, đây là vật thường thấy nhất. Ở trong đồ cúng dường, Trong trang 35 của chú giải Hàng thứ năm Trong chú giải Các vị bắt đầu xem từ trong đó Đây là Pháp Sư Thanh Liên Cung cấp cho chúng ta Một chút tham khảo Phạm tạo Phan Pháp Tạo Phan là cùng một ý nghĩa với đạo tràng. Nói phan thì có liên đới với tràng ở trong đó. Thiết bất khả an, Phật Bồ Tát tượng cập danh hiệu đẳng. Phan thị cúng cụ, cúng ư sợ cúng, như hà phục dĩ tượng danh vi chi. Hy vọng chúng ta phải nhớ kỹ điểm này. Hiện nay rất nhiều người không biết Cúng phan Trên phan viết danh hiệu Phật Bồ Tát Làm sao có thể dùng Phật Bồ Tát Đi cúng dường Phật Bồ Tát được chứ Chúng ta là cúng Phật A-di-đà Trên phan lại viết Nam Mô A-di-đà Phật Dùng A-di-đà Phật đi cúng dường A-di-đà Phật Cái gì thử nghĩ xem Có như Pháp hay không Chỗ này dạy là chính xác trên tràng phan còn có gì nữa Dùng hình Phật Trên đó theo hình Phật Lại đi cúng dường Phật Bồ Tát Là hoàn toàn sai rồi Đây là điểm mà rất nhiều người Không có chú ý đến Ngày nay Phật Pháp suy rồi Tuy Phật giáo giống như là rất hưng dượng Nhưng chúng sanh vẫn tạo những nghiệp này Vẫn thọ những khổ báo này Là do trong cách cúng dường của chúng ta sai rồi có khi còn phạm sai lầm lớn hơn nữa chúng tôi nhìn thấy có pháp sư đại pháp sư đắp tổ y màu đỏ lên người trên tổ y còn thêu hình phật cái này không được phép tất cả chư phật đều biến thành y phục của bạn rồi ngay cả tràng phan còn bị lỗi lầm Mà lại đem hình ảnh Phật Bồ Tát Mặc lên trên người Vì thì không được rồi Xin nói trở lại Chúng ta ngày nay đem danh hiệu Phật In trên y phục của chúng ta Có được hay không? Được Tại vì sao được? đây là chúng ta vì độ hóa chúng sanh là hy vọng tất cả chúng sanh vừa qua căng tay dính diễn thành hạt giống đạo dụng ý của chúng ta là ở chỗ này nếu như bạn đem hình ảnh phật Bồ Tát theo lên y phục mặc đi trên đường để độ chúng sanh thì được là được phép vấn đề là xem dụng ý của bạn là gì nếu tâm của bạn dùng là thiện là chân thành thì có vô lượng công đức nếu như cái tâm này không phải là vì lợi ích chúng sanh không phải vì tuyên truyền phật pháp thế thì bạn tạo tội nghiệp rồi thế nhưng tràng phan là ở đạo tràng trong đạo tràng cúng dường có tượng phật vậy là không nên là chuyện không nên nếu như tràng phan Treo ở trên cột cờ Thì được Vì sao vậy? Để cho đại chúng bên ngoài nhìn thấy Có rất nhiều người không tin Phật Để cho họ nhìn thấy Trên tràng phan có danh hiệu Phật Hoặc giả có đề kinh Của kinh Vậy thì tốt Đây là gì? Mục đích của chúng ta Chẳng qua là khiến tất cả chúng sanh có duyên tiếp xúc tam bảo đều ở chỗ dụng ý cho nên quan hệ của dụng ý là rất lớn hiện nay chúng ta thấy quan tòa phán xử trước tiên phải hỏi động cơ của bạn nếu như động cơ là lương thiện thì dù làm sai cũng có thể tha thứ được nếu động cơ là bất thiện thì dù có làm việc tốt bạn cũng có tội lỗi có thể thấy quan hệ của động cơ là vô cùng lớn chỗ này nói tận tâm tận tâm chính là nói động cơ trước đây có một số quà thượng kể cho chúng tôi câu chuyện có lẽ chuyện này cũng là thật sự có như vậy kể là có một người xuất gia nhìn thấy một pho tượng phật thờ ở ngoài trời lúc này là trời rất nắng sau khi ông nhìn thấy thì rất khó chịu phật ở chỗ này bị phơi nắng không có gì che mà mình cũng vô phương trong người chẳng có gì cả suy nghĩ thấy dưới chân có mang một đôi giày cỏ liền nghĩ ta đem đôi giày cỏ này cúng phật liền đem đôi giày cỏ che lên đỉnh đầu của đức phật để ngài không bị nắng còn mình thì đi chân trần tâm tốt ông được thiện báo sau khi ông đi rồi, vì sao không bao lâu lại có một người xuất gia đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy trên đỉnh đầu Phật có đôi giày cỏ, liền tự hỏi người nào tạo tội nghiệp này vậy. Vội vàng lấy đôi giày đó xuống, và lau chùi đỉnh đầu Phật. Rất là sạch sẽ. Hai người đều là tâm tốt, hai người đều là tâm cung kính, đều được phước báo. Vì sao vậy? Do động cơ đều là rất tốt cho nên chúng ta phải biết hành thiện bằng một tâm thiện chân thành nên việc họ làm đều không có lỗi lầm phải hiểu được ý nghĩa này tràn phan ở trong đại điện phật đường tốt nhất không được dùng hình ảnh phật bồ tát không dùng danh hiệu phật tốt nhất là dùng cái gì hiện nay chúng ta dùng cái này là tốt học vi nhân sư hành vi thế phạm dùng cái này để in trên tràn phan chúng ta dùng cái này để cúng dường là tốt hiện nay thật sự tông chỉ của chúng ta phương hướng của chúng ta mục tiêu mà bản thân chúng ta tu học là dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhìn thấu buông xả tùy duyên niệm phật nếu như dùng cái này viết lên tràng phan là tốt chúng ta dùng cái này để cúng phật cách cúng phật này trong phật pháp gọi là cúng dường pháp điều thứ nhất trong cúng dường pháp là cúng dường y giáo tu hành trong đồ vật cúng dường của chúng ta từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta cúng dường y giáo tu hành vậy là chính xác là đáng để chúng ta đề sướng nhưng hiện nay thông thường đều là dùng danh hiệu phật bồ tát có ai nghĩ đến đạo lý này đâu đây là đặc biệt nêu ra hy vọng mọi người chú ý đến vấn đề này tiền bạc vật báo đây là xả tài xả tài là gì xả lòng tham biểu thị xả lòng tham cúng dường bởi vì tiền bạc vật báo là hầu hết mọi người đều xem rất nặng sau cùng chú giải này của Ngài là Có thể xả mạng tài Mà tâm chẳng tiếc núi Bên trong dập tắt sang tham Thì được phước vô lượng Những lời này Tứ chúng đồng tu chúng ta Xem thấy trong kinh điển Rất nhiều Cũng nghe thấy rất nhiều mà không có ai tin tại vì sao không tin chưa có nhìn thấy không có chứng cứ tuy đọc kinh tuy nghe kinh hiểu được sự việc này Tự mình cũng tu Tu phước Nhưng xã tài bao giờ cũng chỉ xã có một chút xíu mà thôi Ta có một dạng đồng Xã một đồng là được rồi Làm việc tốt Cho nên phước họ được là rất hữu hạn Họ không thể xã hoàn toàn Thế gian này Người giàu có Thí xã không bằng người nghèo Người nghèo đằng nào cũng có bấy nhiêu đó thôi không có cũng bấy nhiêu vẫn phải chịu đời sống khổ cực suốt ngày như vậy nên thường thường họ có thể xả được xả hết phần lớn trong số tài sản của họ phật có kể với chúng ta một câu chuyện công án ở trong kinh điển là ăn xin đây là người ăn xin ở ngoài đường người ta cho anh một đồng xu Là Hán Bích Chi Phật nhìn thấy rồi Không có phước Thọ khổ báo bần cùng Do nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ không tu phước Nên tạo cơ hội cho anh ấy gieo phước Gieo phước như thế nào Xin tiền của anh ấy xin được Người ta bố thí cho anh Đồng xu đó là của anh Anh đem ra cúng dường cho tôi Anh sẽ được phước Người ăn xin nghe xong thì thế nào Nghĩ bình khổ Nghe nói cúng dường a à la hán bích chi phật thì phước báo rất lớn anh ta liền đem đồng xu đó cúng dường cho ngài một đồng xu đó là toàn bộ tài sản của anh ấy anh ấy chỉ có chừng đó tiền cúng dường toàn bộ rồi và được quả báo không thể nghĩ bàn mấy mươi kiếp không thọ khổ báo bần cùng Đây là chứng tỏ Bố thí là tận tâm bố thí Tận lực bố thí Thì phước báo là cứu cánh viên mãn Chuyện Phật độ Những người bần cùng Thấp hèn Xin ăn là rất nhiều Những người này không bao lâu sau khi mạng chung được sanh thiên. Người thế gian chúng ta không có nhìn thấy họ sanh thiên, không có nhìn thấy họ ở trên trời hưởng phước. Sau khi bố thí không được bao lâu thì họ chết rồi. Người thế gian nhìn thấy là hiện tượng này. Cho nên không thể sanh được niềm tin. tuy chúng ta không có nhìn thấy nhưng chúng ta hiểu rõ đạo lý này khẳng định là mạng sống nhất định không phải chỉ một đời này chúng ta có đời quá khứ chúng ta còn có đời vị lai thật sự có thể tin có đời sau thì đối với những xử lý mà phật nói trên kinh này bạn có thể tin được là có đời sau Đời này khổ một chút cũng không có sao cả Đây là do đời quá khứ không có tu nhân thiện Đời này phải cố gắng tu Thì đời sau được quả báo thù thắng nhất Quả báo của tận tâm bố thí này là Không thể nghĩ bạc chúng ta cúng dường một vị phật một vị bồ tát là rất khó không tìm thấy chỉ có thể cúng dường hình tượng phật bồ tát nếu thế gian có phật thật có bồ tát thật vậy thì phước cúng dường đó sẽ rất lớn phật thật bồ tát thật ở đâu vậy người tu hành chân thật nhưng là đã nảy sinh ra vấn đề rồi người tu hành chân thật đời sống đều vô cùng thanh bần khổ cực bạn cúng dường họ họ không tiếp nhận họ không cần từ đó cho thấy ruộng phước là rất khó tìm bạn muốn gieo phước ruộng phước ở đâu thật sự là tương đối không dễ ruộng phước chân thật là đạo tràng tu hành chân thật chúng ta đến đạo tràng này gieo ruộng phước trong đạo tràng này thiếu cái gì thì chúng ta cúng dường cái đó nếu như chúng trụ ở đó quá đông cần phải mở rộng chỗ ở chúng ta cúng dường chỗ ở bạn ở bên cạnh cố gắng quan sát cúng dường nhiều thêm khi thấy họ tu hành không có thói chuyển Đây mới chân thật là ruộng phước Phước cúng dường này Là vô lượng vô biên Phước báo của một ngày cúng dường Còn không thể nghĩ bạc Huống hồ hằng ngày không thối chuyển Phước này bao lớn vậy? Ngày nay Đạo tràng cư sĩ Lâm ở Singapore Là đạo tràng do cư sĩ xây dựng nên Những vị cư sĩ này Thông tông, thông giáo Hộ trì chánh pháp Không những hộ trì Còn chủ trì chánh pháp Xây dựng niệm Phật đường để dành cho đồng tu niệm Phật trên toàn thế giới đến nơi đây. Để tinh tấn niệm Phật. Mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn. Người niệm Phật chân thật Phát tâm đến đạo tràng này để niệm một ngày một đêm. Đó đều là nhân thiện thành Phật. Tương lai của bạn. Là điều kiện quan trọng thành Phật trong tương lai của bạn. Bạn có thể phát tâm hàng ngày ở nơi này niệm Phật thì công đức này không thể tưởng tượng. Cho nên đạo tràng này Không phải đạo tràng thông thường Mọi người đến nơi đây là để làm Phật Nên việc cúng dường đối với đạo tràng này Phước Đức Ngoài Phật ra Không ai có thể nói được Là công đức chân thật cái lý và sự này chúng ta đều phải biết phải hiểu rõ thấu triệt hy vọng đạo tràng giống như thế này cũng có thể được xây dựng ở các khu vực quốc gia khác việc xây dựng đạo tràng này tất nhiên sẽ cảm được chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo vệ hộ trì lợi ích công đức trước mắt thì không thể nghĩ bà người cúng dường được phước báo lớn người tu hành được thiện lợi lớn cho nên cúng dường phải như pháp bố thí cúng dường đều phải như pháp đoạn này dưới đây đây là nói quả báo của họ chuyển quả báo chuyển quả báo chúng ta ở chỗ này có thể xem nó thành có cầu ác ứng nghiệp báo không có chuyện không thể thay đổi hai câu nói phía trước trong chú giải vô cùng quan trọng việc chuyển báo khó chỉ cần tinh thành tám chữ này quan trọng nếu như bạn thật sự làm được đến mức tinh thành thì chuyển báo sẽ không khó người thiện nữ mãn một thân nữ hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ huống hồ là thọ thân nữ thế giới không có người nữ trong chú giải cũng nói tức là chỉ tây phương cực lạc thế giới tây phương cực lạc không có thân nữ sanh về thế giới tây phương cực lạc thì thân tướng là Hoàn toàn giống như A-di-đà Phật vậy Cho nên chúng ta hiện nay thờ Tây Phương Tâm Thánh Chúng ta thấy đều thờ hình tượng A-di-đà Phật Thờ Ba Tôn Tượng chính là A-di-đà Phật Bên này là quan theo -à Bồ Tát Bên kia là Bồ Tát Đại Thế Chí Tại vì sao đều giống nhau vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự là giống nhau Cách thờ này của Đạo Tràng chúng ta là hoàn toàn phù hợp với những gì trên kinh nói Là hoàn toàn giống nhau Tướng chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Cũng giống như a di Đà Phật vậy Thần có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Không phải 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Niệm Phật đường của chúng ta Tất cả tượng thờ thấy đều như nhau Đó là gì? Liên trì hải hội Trong những tượng đó Chỉ có một tôn tư tượng là A-di-đà Phật Còn lại là tượng của mọi người chúng ta Tượng của chúng ta đều giống như A-di-đà Phật vậy Khiến cho chúng ta Ở trong niệm Phật đường Có loại cảm xúc sâu đậm này Đây chính là chuyển thân nghiệp báo của mình thành thân tướng thù thắng nhất của như lai xem tiếp kinh văn dưới đây trừ phi từ nguyện lực cố yếu thọ nữ thân độ thoát chúng sanh Đây là Muốn dùng thân nữ Để độ chúng sanh Thì cũng có thể thỏa nguyện tùy ý Ở trong chú giải Chú rất hay Ma già phu nhân Đây là mẫu thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng là Chư Phật tái lai Chứ không phải là người thông thường cần dùng thân người nữ mà được độ ngài liền hiện thân người nữ nguyện của ngài không giống như nguyện của người khác nguyện của ma gia phu nhân là vĩnh viễn làm mẹ của nghìn vị phật ngài phát cái nguyện này phát nguyện làm mẹ của phật bạn xem dưới đây chú dạy rất hay đó là pháp môn thuận ái độ chúng sanh tình ái của chúng sanh rất sâu thuận theo tình ái của bạn để độ bạn đây là đồng sự nhiếp ở trong tứ nhiếp pháp phật và pháp thân đại sĩ họ có năng lực này thật sự làm đến được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Bên dưới lại nêu ra thí dụ Bà tu mật đa nữ trong Kinh Hoa Nghiêm Ở trong tứ thập Hoa Nghiêm Gọi là phạt tô mật đa nữ Đây là dịch âm khác nhau Thân phận bà tu mật đa Thể hiện là gì? Trong xã hội hiện nay của chúng ta gọi là thân phận kỹ nữ Ngài thể hiện là thân phận kỹ nữ Rộng độ chúng sanh Hễ người nào tiếp xúc với Ngài Đều được Ngài độ thoát cả Cho nên bạn nói có Pháp nào không phải là Phật Pháp Có thân phận nào không phải là Bồ Tát Bồ Tát ngành nghề nào họ cũng hóa thân vào Già trẻ nam nữ các ngành các nghề Đều có Bồ Tát ở trong đó Đều có Phật ở trong đó Phàm phu chúng ta không biết Sau cùng Ngài kết luận là Và dùng từ ái tam muội Ở trên hiện tướng và tác dụng Là tự ái Ở bên trong thì thanh tịnh vô nhiễm Là giống như lời trong tông môn nói Bước qua rừng hoa mà thân không chạm lá Tâm địa họ thanh tịnh bình đẳng giác Thì hiện bên ngoài là tự ái đây gọi là từ ái tam muội. Ngài dùng nguyện lực này Thị hiện thân nữ Phía dưới nói Trước dùng dục dẫn dắt Sao khiến cho giàu trí Phật Họ trong đó có phải có tham ái hay không? Không có Ngài là độ một số chúng sanh tình chấp sâu nặng này Giúp họ thành Phật Giúp họ lìa bỏ tham sân si Giúp họ giác ngộ ngài có định công ngài có trí huệ ngài có phương tiện thiện xảo nếu như bạn định công trí huệ phương tiện chưa đến trình độ này mà học theo các ngài vậy được rồi nhất định sẽ vào địa ngục đây là công phu chưa đến thì tuyệt đối không được phép học theo cho nên tứ nhiếp pháp của Bồ Tát Tôi thường hay khuyên các đồng tu Có thể học ba loại phía trước Còn loại phía sau này Phải xem lại năng lực của chính mình Sau cùng là đồng sự Phía trước là bố thí Ái ngữ lợi hành Cái này không có sao cả Không có tác dụng phụ gì Điều sau cùng này Nhất định phải xem trí huệ Định lực của chính mình mới được không được phép tùy tiện học theo thừa tư cúng dường địa tạng lực cố cập công đức lực bách thiên vạn kiếp bất thọ nữ thân ở trong cúng dường tuy nói sự nói sự bạn nhất định phải rõ lý nói lý bạn nhất định phải hiểu sự thì bạn mới có thể có được lợi ích chân thật tuyệt đối không được lệch gì một bên lệch gì một bên đều là sai lầm bạn hoàn toàn làm lệch lạc ý của phật rồi trước đây lão cư sĩ lý bĩnh nam dạy chúng tôi giảng kinh chính ngài thường nói kinh nói về sự rất khó giảng Thí dụ những kinh nào vậy? Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà. Toàn là nói sự. Nói ra những sự việc này, bạn có thể khiến cho người ta tin hay không? Cho nên giảng những kinh này rất khó. Rất khó. Kinh gì dễ giảng nhất? Kinh Kim Cang là dễ giảng nhất. Nói lý, nói đến đâu, bạn gật đầu đến đó, bạn không thể không tin. Kinh nói lý dễ giảng nhất. Kinh Lăng Nghiêm thì dễ giảng. Kinh nói về sự rất khó giảng Cho nên nói sự nhất định phải nói lý cho thấu triệt Thì sự người ta mới có thể tin Kinh nói lý nhất định phải nói sự cho rõ ràng Thì lý này mới áp dụng vào trong sự được Mới có thể được thọ dụng Nếu không thì sẽ trở thành nói chuyện huyền ảo rồi Tuy là lý nói rất hay Mà trên sự không làm được cúng dường địa tạng nhất định phải hiểu lý luận của cúng dường pháp tu cúng dường chân thật từ trong sự hiển lý chúng ta biết sự tướng đều là pháp tượng trưng xử lý ở trong đây nếu như hoàn toàn làm rõ ràng rồi đến lúc đó thì cái gì là cúng dường phía trước nói tận tâm cúng dường tận tâm đến mức độ nào toàn bộ thân tâm đều cúng dường công đức đó đương nhiên là không thể nghĩ bà toàn bộ thân tâm đều cúng dường lời này nói thế nào tức là phật ở trên kinh thường nói thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết thân thể này của chúng ta đời này kiếp này biểu diễn cho đại chúng xã hội xem Khiến cho đại chúng xã hội thấy rồi giác ngộ Vì chẳng phải bạn toàn thân đều cúng dường rồi sao Ở trong đời sống Từng ly từng tí Đều làm tấm gương tốt Cho tất cả chúng sanh Hiển thị sự Chân thành thanh tịnh Bình đẳng từ bi của mình một cách viên mãn. Nhằm giáo hóa chúng sanh. Ở trên sự dạy người nhìn thấu muôn xả tự tại tùy duyên. Đây chính là cúng dường. Địa tạng là biểu thị cho cái gì? Địa tạng là biểu thị cho hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy tổ áp dụng vào trong nền tảng của đạo hiếu áp dụng vào trong sư đạo bạn là chân thật tận tâm cúng dường bồ tát địa tạng rồi cho nên các vị phải biết nếu chỉ có những hình thức cúng dường hương hoa đồ ăn đồ uống y phục này mà không hiểu ý nghĩa ở chính mình vẫn là tham sân si mạng Vẫn là thị phi nhân ngã Thì cách cúng dường này là mê tín rồi Cách cúng dường này làm gì có công đức để nói chứ Cho nên cúng dường từ trên sự tướng Chúng ta đạt đến tận tâm cúng dường Cái sự này là biểu thị cho tâm đây là cúng dường chân thật Ở trong hạnh nguyện phổ hiền nói Cúng dường Pháp Cúng dường Pháp đã nói bảy câu Ở trong cúng dường Pháp Quan trọng nhất là Cúng dường y giáo tu hành Hay nói cách khác Những gì Phật ở trên kinh dạy chúng ta làm Chúng ta đều làm được rồi phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm phật dạy chúng ta không được phép làm thì chúng ta tuyệt đối không làm kinh điển là giống như kịch bản vậy tứ chúng đầy tử chúng ta là giống như diễn viên vậy nhất định phải dựa theo kịch bản này mà biểu diễn làm cho chúng sanh mê hoặc trong lục đạo giác ngộ mục đích chúng ta biểu diễn là giúp cho họ giác ngộ cho nên phải diễn giống như thật vậy đem kịch bản này biểu diễn toàn bộ ra hay nói cách khác tất cả kinh điển chính là đời sống của chúng ta chính là tư tưởng của chúng ta chính là kiến giải của chúng ta chính là hành vi của chúng ta vậy thì gọi là tận tâm cúng dường bạn có thể làm được rồi nói lời thành thật bạn đã thành phật rồi kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện bạn hoàn toàn làm được rồi thì bạn chính là bồ tát địa tạng Kinh vô lượng thọ bạn thấy đều làm được rồi Thì bạn chính là Phật vô lượng thọ Không làm không được Nhưng định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm Vậy mới gọi là Nương nơi phước Cúng dường địa tạng Bồ Tát Và sức công đức đó Sức công đức là thiện tâm Nguyện tâm của bạn vĩnh viễn không dứt như vậy mới có thể thành tựu quả đức thù thắng viên mãn mời xem đoạn này dưới đây đây là đoạn thứ hai chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đây cũng là chuyện thường tình của con người phục thứ phổ quản nhược hữu nữ nhân yếm thị xú lậu đa bệnh tật giả đây là nói thân tướng của mình chẳng lành đa tật bệnh giả đảng ư địa tạng tưởng tiền chí tâm chiêm lễ thực khoảnh chi gian thị nhân thiên vạn kiếp trung sở thọ sanh thân tướng mạo viên mãn trước tiên chúng ta xem đoạn này tướng mạo là do nghiệp lực biến hiện ra nghiệp lực tức là tâm người thế gian xem tướng chấm tử vi đều nói tướng chuyển theo tâm chúng tôi cũng thường hay nhắc nhở các đồng tu tướng chuyển theo tâm thể chất cơ thể cũng chuyển theo tâm không những thân tướng chuyển theo tâm mà môi trường sống của chúng ta cũng chuyển theo tâm phật ở trên tất cả kinh luận giáo hóa chúng sanh đây là khóa trình trọng điểm Cũng là môn học Vô cùng thiết yếu Có ai mà không muốn mình Lìa khổ được vui Có ai mà không muốn đời sống của mình Hạnh phúc mỹ mãn Tất cả chúng sanh xưa nay trong và ngoài nước đều mong cầu điều này đều có nguyện vọng này tại vì sao sự việc thường trái lại với nguyện vọng vậy sự thật hoàn toàn trái ngược lại với nguyện vọng của mình là do tất cả chúng sanh không biết sự thật này được hình thành như thế nào vì sao xảy ra Đây chỉ nói đến Nguồn gốc của quả báo thiện và ác Những gì chúng ta ngày nay thọ nhận Từ trên sự tướng mà nói là quả báo Quả ác có nhân Nhân thiện thì quả sẽ thiện Nhân bất thiện thì quả sẽ bất thiện thôi Cho nên gieo nhân thiện được quả thiện Tạo ác Nhất định gặp ác báo Phật ở trên kinh nghiệp báo sai biệt Giải thích rõ Có 10 loại nghiệp bất thiện Phải nhận quả báo xấu xí Nếu như chúng ta ngày nay gặp phải quả báo này Thử nghĩ xem Có còn tập khí này hay không bởi vì trong đời quá khứ tạo những nghiệp ác này gặp phải quả báo hiện nay thường thường vẫn còn tập khí sót lại nếu như tàn dư tập khí này vẫn còn không thể sửa đổi được thì chuyển nghiệp là khó khăn rồi mười loại nghiệp bất thiện Pháp Sư Thanh Lương trích ra và ghi lại ở trong chú giải Ở hàng thứ hai trang 37 Thứ nhất Ưa nổi giận Ưa nổi giận nhất định không phải là việc tốt Không những lúc bạn nổi giận, tướng lúc đó rất khó coi. Nổi cơn giận còn tổn thương cơ thể. Tổn thương cơ thể gây nên bệnh tật. Thân thể bạn nhiều bệnh. Cho nên bạn nghĩ xem, nổi giận cái tướng đó có đẹp không? Vậy mới biết nguồn gốc của bệnh tật và thân hình xấu xí thứ hai là hiềm hận trong tâm thường hay ghét bỏ người khác oán hận oán trời trách người tâm trạng này cũng làm tổn thương thân thể cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh Mười loại này Dùng cách nói hiện nay để nói Gọi là mầm độc Mầm độc trong tâm lý Tại vì sao tướng người ta đẹp Vì thường sanh tâm quan hỷ Khi quan hỷ cái tướng đó rất đẹp Còn khi nổi giận tướng đó rất xấu xí Chuyển nghiệp là chuyển từ chỗ này lời phật nói quả thật là hợp tình hợp lý chúng ta bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ xem thấy phật nói rất có đạo lý thứ ba là lừa dối người khác mê hoặc người khác đây là nghiệp bất thiện loại thứ tư ưa làm cho chúng sanh sanh phiền não quấy nhiễu người khác khiến cho người thân tâm bất an loại thứ năm là không hiếu thuận cha mẹ loại thứ sáu là bất kính thánh hiền bậc thánh hiền có lợi ích lớn đối với xã hội những người này đạo đức học vấn sự hành trì của họ ở trong xã hội đều là tấm gương tốt cho đại chúng ở trong khu vực này quả thật là họ có thể giáo hóa được khu vực này có tác dụng âm thầm thay đổi đối với phong tục nhân tình của khu vực đó bậc thánh hiền tuyệt đối không yêu cầu người khác tôn trọng họ không bao giờ nếu như có mong cầu người khác cung kính cúng dường thì đó là tà đạo rồi nhất định không phải là hiền thánh đó là lừa gạt người ta tại vì sao chúng ta tôn kính họ vậy mục đích của việc tôn kính họ là khuyên bảo đại chúng xã hội học tập theo họ là có ý nghĩa như vậy chúng ta học phật tại vì sao phải tôn kính phật phật tuyệt đối không có nói là quý vị nhất định phải tôn kính tôi không có lời này bạn tìm xem ở chỗ nào trong kinh phật có nói lời này không Chúng ta kính Phật là giúp Phật hoàn pháp lợi sanh. Giúp Phật tiếp dẫn đại chúng, đại chúng xã hội không biết cái hay của Phật, không biết được công đức của Phật. Nhưng họ có thể nhìn thấy được từ trong sự tôn kính của chúng ta. Bản thân chúng ta biểu hiện ra ở trong xã hội là người thiện, tâm thiện. người nào được người thiện tâm thiện tôn kính thì người đó nhất định là người tốt mọi người mong muốn gần gũi người tốt mong muốn học tập theo người tốt đó mục đích chúng ta tôn kính là ở chỗ này cho nên nhìn thấy tượng phật chúng ta đảnh lễ người không biết phật pháp nhất định sẽ hỏi tại vì sao anh cung kính đối với người đó như vậy tại vì sao phải lễ bái đối với họ bạn liền đem những đạo lý này nói ra cho họ biết họ mới hiểu ra từ đó cho thấy đó cũng là thuộc về biểu diễn biểu diễn cho những chúng sanh chưa giác ngộ này xem khiến cho họ giác ngộ phật pháp là sư đạo sư đạo là xây dựng ở trên nền tảng của chữ kính này cho nên pháp sư ấn quang nói rất hay một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích chúng ta học phật được lợi ích nhiều hay ít nói lời thành thật không phải ở bên ngoài mà là ở tâm thành kính của mình là bạn có mấy phần tâm thành kính thì bạn được mấy phần lợi ích bạn không có tâm thành kính dù hằng ngày có ở bên cạnh phật cũng không có được lợi ích đây là sự thật năm xưa khi phật còn tại thế đệ bà đạt đa thường ở bên cạnh phật lục quần tỳ kheo cũng thường ở bên cạnh phật tại vì sao không được lợi ích vậy vì không có tâm tôn kính ở trong ý nghĩ của họ xem phật cũng như người bình thường không khác gì ta cho nên ở bên cạnh phật mà không được lợi ích gì nếu như tâm chân thành dù không ở bên cạnh phật cũng được lợi ích vì sao vậy y giáo phụng hành những gì Phật nói, họ thật sự làm được rồi. Sự thì quá vụng vặt, quá phức tạp. Nắm bắt được cương lĩnh, trên sự không làm trái lại cương lĩnh thì vào được cảnh giới Phật. Tổng cương lĩnh chính là tâm Bồ đề tâm bồ đề các vị phải nhớ kỹ theo cách nói của kinh phật quán vô lượng thọ là tâm trí thành tâm sâu lắng tâm hồi hướng phát nguyện trên sự tướng dù càng rươm rà phức tạp đi nữa chỉ cần tương ưng với điều này thì toàn bộ tất cả sự tướng của bạn đều gọi là hạnh Bồ Tát đều quy nạp vào trong lục độ dạng hạnh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói quên mất tâm Bồ Đề thì tất cả tạo tác đều là nghiệp ma. Thế nào gọi là nghiệp ma? Tất cả những nghiệp mà bạn tạo tác này Nghiệp thiện thì sanh vào ba đường thiện Nghiệp ác thì đọa vào ba đường ác Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi liền gọi là nghiệp ma tương ưng với tâm bồ đề thì những nghiệp mà bạn tạo là nghiệp bồ tát nghiệp bồ tát gọi là tịnh nghiệp nhất định có thể thoát sanh tử ra khỏi tam giới vậy thì khác nhau rồi cho nên bản thân chúng ta phải thật sự hiểu rõ đời này ở thế gian hoàn toàn là để biểu diễn vậy bạn mới là đệ tử của phật phật biểu diễn bồ tát biểu diễn đệ tử phật chúng ta thấy đều tham gia đoàn kịch này chúng ta đến biểu diễn biểu diễn cái gì không có mình vô ngã hoàn toàn là vì người hoàn toàn diễn kịch theo kịch bản họ vì sao không tự tại được vậy là tự tại tùy duyên thì đời sống này sống rất vui vẻ sống thật sự hạnh phúc đừng cho là thật vừa cho là thật bạn chính là phạm phu rồi là tao luật đạo luân hồi chỉ là biểu diễn cho nên phải sanh tâm cung kính đối với thánh giáo thứ bảy là xâm phạm chiếm đoạt tài sản Sự nghiệp của Hiền Thánh Nói đơn giản Tức là Bạn xâm phạm Chiếm đoạt Những đồ dùng cần thiết Trong đời sống của Thánh Hiền Tội nghiệp này là rất nặng Không những không cúng dường Mà còn đi giành lấy Còn đi chiếm đoạt chướng ngại họ Hoàng Pháp lợi sanh Loại thứ tám Dập tắt đèn đuốc Trong tháp miếu Phật Ý nghĩa này rất dài Nói trên sự Ở trong tháp miếu Đều có tháp đèn Bạn tắt hết đèn đây là nói trên sự Nói trên lý thì tháp miếu là đạo tràng Đạo tràng này là để làm sự nghiệp Hoằng pháp lợi sanh Đó là nơi phát sáng Mỗi ngày giảng kinh là phát sáng Mỗi ngày niệm Phật là phát sáng Mỗi ngày tham thiền là phát sáng Chỉ cần người ở nơi đó thật sự tu hành Tức là đang phát sáng cho muôn nơi Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Khi có người nhìn thấy Thì người ta được lợi ích Khi không có người nhìn thấy Thì có quỷ thần nhìn thấy Cho nên Nho Gia nói là thận độc Lúc bạn ở một mình Cũng không được phóng vật Không nên nói không có người nhìn thấy Thì có thể tùy tiện một chút Không nên không có người hữu hình nhìn thấy nhưng có người vô hình nhìn thấy người vô hình còn nhiều hơn so với hữu hình không biết là gấp bao nhiêu lần chúng ta muốn độ người cũng phải độ quỷ thần chúng ta làm gương tốt cho con người thì cũng phải làm gương tốt cho quỷ thần làm sao có thể phóng vật được chứ tu như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được thành kính ở trước mặt người ta làm ra vẻ này sau lưng người ta lại làm ra vẻ khác là không có thành kính rồi đây là rất nhiều đồng tu tu hành không có cảm ứng tu hành không đạt được quả đức thù thắng mấu chốt là ở chỗ này là không phải dùng tâm chân thành từ đó cho thấy đạo phong và phong cách học tập của đạo tràng vô cùng quan trọng nếu như không có đạo phong và phong cách học tập thì cũng giống như đèn sáng trong tháp miếu bị dập tắt Đoán diệt rồi Cùng đạo lý giống như vậy Nếu như đạo tràng này Thật sự có đạo phong và học phong Trên sự tướng Người đến đạo tràng này Thắp đèn cũng nhiều Người thắp hương cũng nhiều Vì chứng tỏ số người đến tu học cũng nhiều Loại nghiệp nhân thứ chín Nghiệp nhân bất thiện này Là nhìn thấy Những người bần cùng Thấp hèn Xem thường họ xanh khởi tâm ngạo mạn đối với họ Lại còn thêm phỉ bán Làm nhục Vậy là quá đổi sai lầm Người học Phật chúng ta Nhìn thấy những người này Nhìn thấy những người bần cùng thấp hèn này ở trong ý nghĩ của chúng ta Cũng xem họ như là Chư Phật Mồ Tát Thị Hiện Họ bày ra cho chúng ta thấy Nói cho chúng ta biết Nếu không tu phước huệ Thì sẽ gặp quả báo này Cũng là đang biểu diễn trên sân khấu Cho nên đối với những người này Chúng ta phải sanh tâm tôn kính Tâm thương xót Tự mình phải biết tu học như thế nào Loại thứ 10 Là tập làm các hạnh ác Phạm vi ở trong đây là rất rộng Tạo tác đủ thứ hành vi bất thiện Phật nói 10 loại này sẽ gặp quả báo xấu xí Những nghiệp bất thiện mà trước đây đã tạo Đời này gặp phải quả báo Quả báo đời này có thể chuyển được hay không? Xin thưa với các vị là chuyển được Chỉ cần bạn đem những tập khí tật xấu này Thấy đều điều chỉnh trở lại Thì tướng mạo sẽ dần dần thay đổi ngay Tướng chuyển theo tâm Thật sự có quyết tâm Có nghị lực Sửa chữa lỗi lầm Nói lời thành thật Chỉ từ 3 tháng đến nửa năm Sẽ có hiệu quả thôi Nếu như 3 tháng đến nửa năm Bạn bè không có gặp mặt Vừa gặp mặt thấy chuyển rồi Bạn đã khác rồi Là rất rõ rệt Hằng ngày ở chung với bạn thì không làm sao cảm nhận được khi không thường ở chung với nhau Vừa gặp thấy tướng mạo thay đổi rồi Có thể làm được 3 năm như vậy Thì thay đổi rất rõ rệt Người thân quyến thuộc của bạn Khi hằng ngày ở chung với nhau Cũng cảm thấy bạn thay đổi Bạn đã khác rồi Tướng mạo thay đổi Thì thể chất đương nhiên sẽ thay đổi ở trên kinh này phật cũng nói cho chúng ta biết mười loại nghiệp sẽ gặp quả báo nhiều bệnh tật hai mươi điều này trong chú giải của ngài chúng ta cần phải nhớ kỹ nó nếu nhớ kỹ thì bạn có thể giúp được rất nhiều người thay đổi những thói quen không tốt của họ Thay đổi những quả báo ác này của họ Loại thứ nhất Là ưa đánh đập chúng sanh Ưa ừ thích đánh đập tất cả chúng sanh Đặc biệt là động vật nhỏ Khi nhìn thấy cũng chưa chắc là thấy chướng mắt Nhìn thấy liền thích đập chết nó mũi kiến rồi nhìn thấy liền muốn đập chết nó phải biết là tương lai sẽ bị quả báo nhiều bệnh tật bạn xem ấn Quang đại sư là người đáng để chúng ta học tập Đức thân ngài làm gương cho chúng ta xem ở trong Phật pháp gặp phải những con vật này không phải đập chết nó mà đuổi chúng đi mời chúng nó đi nhưng ấn quan đại sư ngài không đuổi chúng đi trong truyện ký của lão pháp sư nói thì giả của ngài nói có người nhìn thấy trong phòng của lão pháp sư có bọ chét có mũi họ muốn đuổi chúng thay cho ngài nhưng lão hòa thượng không cho phép ngài nói đừng nên đuổi nó người ta hỏi gì sao ngài nói đức hạnh của tôi chưa đủ có chúng ở đó rất tốt thường xuyên cảnh tỉnh mình đức hạnh của tôi không thể cảm hóa được chúng chúng ở đó là cảnh tỉnh tôi, cảnh sách tôi. Lão Hòa Thượng không đuổi đi. Nghe nói Pháp Sư Ấn Quang sau 70 tuổi thì những con vật này không còn nhìn thấy nữa. Giống dĩ trong phòng này có mũi, có bò chét, có ruồi, có những con vật này. Khi Lão Hòa Thượng vào trong đó ở, thì những con vật này đều dời nhà, đều đi hết. Từ đó cho thấy Tu dưỡng đức hạnh của mình Rất quan trọng Có chúng quấy nhiễu Là cho thấy đạo đức của mình chưa đủ Không có đạo đức Chúng mới quấy nhiễu Chân thật chịu tu dũng mãnh tinh tấn Muốn biết đạo đức của bạn có thành tựu hay không Hãy thử xem những độc nhật nhỏ này có còn hay không Nếu như quả thật không có Là chứng tỏ bạn tu hành có công phu vẫn còn những thứ này quấy nhiễu chứng tỏ công phu của bạn chưa đủ người tu hành chân thật họ sẽ không quở trách ngoại cảnh mà tất cả quay trở về nội tâm quay về chính mình bản thân mình bất thiện chúng đến quấy nhiễu xâm phạm là đúng rồi không có gì đáng trách cho nên đây là việc cần phải ngăn trừ loại ác nghiệp thứ hai khuyên và ra lệnh người khác đánh tuy mình không đánh mà bảo người khác đánh loại thứ ba là khen ngợi cách đánh Khen ngợi cách đánh của họ Hay quá đánh hay quá Thấy người ta đánh sanh tâm quan hỷ Trong 10 điều này Đến 4 điều đều là nói Đánh hại chúng sanh Chúng ta đều có tập khí này Nhìn thấy trẻ con đập ruồi Hay lắm, đập hay lắm Đều khen ngợi đâu có biết là sẽ gặp quả báo nhiều bệnh tật tạo nghiệp nhân này phải bị quả báo này điều thứ năm là làm não loạn cha mẹ làm cho cha mẹ sanh phiền não khiến cha mẹ thân tâm bất an thứ sáu là đối với thánh hiền khiến bậc thánh hiền sanh phiền não cũng khiến cho họ bất an loại thứ bảy thấy kẻ oán bị bệnh khổ sanh tâm vui mừng nhìn thấy người gây khó dễ với mình người mình ghét bị bệnh liền sanh tâm vui thích loại thứ tám thấy kẻ oán khỏi bệnh sanh tâm không vui kẻ thù người mình ghét họ khỏi bệnh rồi mình thấy không vui ở chỗ này chú trọng oan gia là người bạn ghét người bạn không thích thứ chín đối với bệnh của kẻ oán cho thuốc không đúng oan gia bị bệnh bạn đi cho họ thuốc tặng thuốc cho họ thuốc này không phải trị bệnh của họ làm cho bệnh của họ nặng thêm hay nói cách khác Là bạn đi hại họ Chứ không phải giúp đỡ họ Là làm sự việc này Thứ 10 Ăn no chưa tiêu Lại muốn ăn nữa Bạn ăn rất no Vẫn chưa có tiêu hóa xong Nhìn thấy đồ ngon Còn muốn ăn nữa Đây là bệnh từ miệng giàu trong 10 điều Thì chín điều phía trước Là bạn tạo ác nghiệp điều sau cùng lại là ăn uống là không biết vệ sinh ăn uống mà chiêu cảm nên quả báo bệnh tật mười điều là gặp phải quả báo xấu xí mười điều là gặp phải quả báo bệnh tật chúng ta nhất định phải biết Cách sám hối của Ngài Đảng ư địa tạng tượng tiền Chí tâm chim lễ Thực khoảnh chi gian Là nói trong thời gian ngắn Thời gian Ngắn ngủi Nghiệp báo này có thể chuyển trở lại được Chí tâm chim lễ đây là phương pháp tu học mấu chốt là ở hai chữ chí tâm chí tâm là chân tâm trong khoảng thời gian chiêm ngưỡng đánh lễ sửa chữa lỗi lầm tu học pháp môn địa tạng bồ tát địa tạng là từ bi cùng tột trong tất cả bồ tát tuyệt đối chẳng thua kém bồ tát đại từ đại bi quan thế âm điều này phải biết địa tạng là đại biểu cho từ bi căn bản quan âm là đem từ bi phát huy rạng rỡ Ở chỗ này Chí tâm chim lễ Là không phải đến nơi đó Một cách cung kính hàng ngày đi lễ bái Thì nghiệp chướng được tiêu trừ Lễ bái đương nhiên là việc tu học Trên sự tướng Là trên hình tượng Điều quan trọng nhất Là phải học Phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Phải học chủ tâm của Bồ Tát Địa Tạng Phải học cách làm người của Bồ Tát Địa Tạng Phải học cách đối nhân xử thế của Bồ Tát Địa Tạng. Đây là trí tâm chiêm lễ chân thật. Nếu bạn có thể phát tâm nguyện lớn này, tâm nguyện này thanh tịnh, khẩn thiết, có quyết tâm, có nghị lực làm theo, thì bạn chuyển nghiệp lực sẽ rất nhanh. Thị nhân thiên vạn kiếp trung Sở thọ sanh thân tướng mạo viên mãn Ở trong chú giải Tuy là không nhiều Nhưng hai câu phía trước này rất quan trọng Thử hiển tạm thời Chim lễ công đức Bất khả tư nghị sau khi tạm thời phát tâm có phải cái tâm này sẽ mất hay không ở chỗ này có hai tầng ý nghĩa ở trong đó tạm thời phát tâm trong nghìn muôn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo viên mãn Chúng ta có thể tin được Thật sự trong thời gian Khoảng chừng một bữa ăn Nhưng nghiệp báo hiện tiền không thể thay đổi Ác nghiệp hiện tiền Phải báo hết rồi Thì quả báo Chí tâm Chim ngưỡng Đảnh lễ Mới có thể hiện ra Thế thì không biết Phải đến đời nào Kiếp nào là giống như trong kinh pháp hoa nói một lần xưng nam mô phật cũng là nhân của thành phật đạo chính là cái ý nghĩa này đây là lúc phật còn tại thế thu nhận một người xuất gia người nào xuất gia trong thời còn phật đều có đại thiện căn không có thiện căn sao có thể xuất gia được chứ phật nhìn thấy người này đến cầu xin xuất gia liền bảo những vị la hán nhưng ngài xá lợi phất một kiền liên xem người này có thiện căn hay không những gì này vừa như nhìn vì những gì này đều có thần thông thần thông của a la hán có thể thấy được 500 đời Dùng thiên nhãn thông, túc mệnh thông Nhìn thấy người này trong 500 đời này không có thiện căn liền thưa với phật không thể xuất gia họ sao có thể xuất gia được chứ nhưng phật đã thu nhận họ phật nói cho những người đệ tử này biết người này lúc vô lượng kiếp về trước đương nhiên a la hán không có năng lực này vô lượng kiếp về trước ông là người tiều phu đốn củi gặp phải con hổ trên núi con hổ muốn ăn thịt ông ông liền treo lên cây kêu lên một tiếng nam mô phật là nhờ thiện căn này Ngày nay duyên chín mùi rồi Đến chỗ của ta Ta liền cạo đầu xuất gia cho ông ấy Là giống như cái ý nghĩa này Một tiếng đó Một lần xưng Nam Mô Phật Thời gian của một lần xưng Nam Mô Phật rất ngắn Khoảng chừng một bữa ăn Thời gian trong khoảng một bữa ăn Chí tâm chiêm ngưỡng Đánh lễ địa tạng Bồ Tát Đương nhiên có thể được cái quả báo này Nếu như họ có thể niệm niệm tương tục Vừa mới nói là noi theo hạnh nguyện của địa tạng Bồ Tát Thì trong đời hiện tại này Họ sẽ chuyển đổi ngay Không cần đợi đến đời sau Đời này đã chuyển rồi Là chuyển đổi nhanh vô cùng 20 loại ác hạnh mà trên kinh này nói toàn bộ đều sửa đổi hết sửa đổi triệt để thì họ chuyển đổi rất nhanh xin xem tiếp đoạn này dưới đây thị xú lậu nữ nhân như bất yếm nữ thân tức bách thiên vạn ức sanh trung thường vi vương nữ nãi cập vương phi tế phụ đại tánh đại trưởng giả nữ đoan chánh thọ sanh chư tướng viên mãn Đây là nói họ không nhàm chán thân nữ Họ sẽ được thân tướng vô cùng đoan trang xinh đẹp Hơn nữa là sanh vào gia đình tôn quý đây chính là chúng ta hiện nay gọi là Sanh trong gia đình Danh gia vọng tộc Được phước báo nhân thiên Sau cùng tổng kết Do trí tâm cố Chim lễ địa tạng Bồ Tát Hoạch phước như thị ở trong chú giải của Pháp sư Thanh Liên cũng đặc biệt nói với chúng ta hai chữ chí tâm. Nghĩa sâu ý nặng. Thông suốt trước sau. Chớ có xem thường. Để chuyển quả báo của con người muốn đạt đến thành kính không phải là chuyện dễ. Chuyển nghiệp báo của mình không phải là chuyện dễ dàng. Nay được phước báo ấy Nhờ chí tâm mà đạt đến thành kính Chí tâm là tâm thành đến cùng cực vậy Mấy câu nói này vô cùng quan trọng Lễ Phật Cũng phải xử lý viên dung Thì chúng ta mới nhận được lợi ích chân thật. Mấu chốt là ở trí tâm. Trí tâm là chân tâm, dùng tâm chân thành mà học tập. Cho nên cái tâm này thông suốt trước sau. Trước sau không phải là nói một đoạn này Nói một cách sâu xa là quán triệt toàn kinh Chúng ta ở phía trước xem thấy Trong nhân địa trước đây Của Bồ Tát Địa Tạng Ngài làm Đại trưởng giả Làm nữ bà La Môn Làm quan mục nữ Đời đời kiếp kiếp Không từ bỏ bổn nguyện Không chỉ là không từ bỏ Mà còn thường xuyên phát nguyện này Ngài là chân thật phát Chúng ta cũng đang học đáng tiếc là chúng ta học không nghiêm túc mỗi thời khóa sớm tối mỗi ngày đều phát nguyện cũng đã phát nguyện rồi nhưng chỉ phát ở ngoài cửa miệng chứ chưa thành hiện thực sau khi niệm xong lập tức liền quên mất cho nên nó không khởi tác dụng Đây là nguyên nhân gì? Không phải là chí tâm Chỗ này mấu chốt Là ở chí tâm Không phải thật tâm phát nguyện Giống như chúng ta bình thường Miệng mà cứ đọc xuông như vậy là không được Chúng ta tự mình phản tỉnh lại phải sửa lỗi. Giúp đỡ người khác, phải đem sự lý này giảng cho rõ ràng, minh bạch. Nhắc nhở họ. Họ có thể quay đầu thì họ sẽ được phước. Họ không thể quay đầu thì cũng đã gieo trồng thiện căn trong a lại gia thức của họ rồi. Bản thân chúng ta Phát nguyện Tiếp nối Huệ Mạng Phật Hoàn Pháp Lời Sanh Chúng ta trong đời này Lựa chọn ngành nghề này Nhất định phải làm tốt công việc Bổn phận của mình Đó chính là Niệm niệm không từ bỏ chúng sanh Niệm niệm giúp đỡ Tất cả chúng sanh có được chánh tính chánh giải chánh hạnh vậy chúng ta chọn ngành nghề này mới không cô phụ đức phật ngành nghề này là sự nghiệp của phật là gia nghiệp của như lai chúng ta chọn là ngành nghề này nó là vô cùng thù thắng trong tất cả các ngành nghề thế gian Và suốt thế gian Nếu như không phải dùng trí tâm Thì làm sao có thể làm được chứ Quả đức trên kinh nói Chúng ta tin được Vì sao vậy? Nhân thù thắng Thì không thể hoài nghi quả báo này Dưới đây, đoạn thứ tư này là Kỷ Nhạc Tán Cúng Phước. Mời xem Kinh Văn. Phục thứ phổ quản, như hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng đối Bồ Tát, tượng tiền tác chư Kỷ Nhạc. Cặp ca vịnh tán thán Hương hoa cúng dường nải trí khuyên ư nhất nhân đa nhân Như thị đẳng bối Hiện tại thế trung cặp vị lai Thế thường đắc bách Thiên quỷ thần nhật dạ hộ vệ Bất lệnh ác sự Triếp văn kỳ nhĩ hà huống Thân thọ chư hoạnh Trong đoạn chú giải này nói văn chia thành hai đoạn Trước tiên Nói người năng cúng Sau đó mới nói Phước báo mà họ đạt được Cúng dường này là gì? Là kỹ nhạc ca múa Trong Phật Pháp chúng ta biết Trong Pháp Đại Thừa có Còn trong Pháp Tiểu Thừa thì không có Phật Thuyết Pháp Đại Thừa Bạn xem Chư Thiên Cúng Dường Thiên Nữ Rải Hoa Thiên Nhân Cũng dùng ca múa Âm nhạc để cúng dường đặc biệt rõ ràng là giống như những biến tướng đồ trên bích họa ở động đôn hoàng hay vân cương trung quốc thế tôn giảng kinh thuyết pháp có những người này cúng dường trong nhân gian diễn biến thành cái gì vậy diễn biến thành hát kịch cúng dường phật bồ tát ở trong chùa miếu phật bồ tát rất nhiều chùa miếu ở phía trước Đại điện Phật Bồ Tát có sân khấu Đó là chuyên để cho những người phát tâm Làm các loại kỹ nhạc ca múa khen ngợi cúng dường Phật Bồ Tát Diễn những màn kịch này Nói thật ra Đây là hiểu sai đi ý nghĩa Diễn kịch không cần diễn cho phật bồ tát xem mà diễn kịch là để cho một số đại chúng đến xem không cần phải ở trước phật bồ tát nói thật ra ở trong đạo trà có thể dùng phương pháp này để tiếp dẫn một số chúng sanh thế nhưng những vở kịch ca múa hiện nay không nên cúng dường phật bồ tát kiểu cúng dường phật bồ tát này là có tội lỗi rồi những vở kịch vào thời xưa có một số có thể cúng dường phật bồ tát vì sao vậy nội dung vở kịch đó đều là để dạy người kịch thời xưa nội dung của nó phải là có bốn chữ trung hiếu tiết nghĩa đều là khuyên dạy chúng sanh giáo dục thời xưa không có phổ cập họ dùng phương pháp gì để giáo hóa đại chúng xã hội vậy dùng kịch tuồng trước đây là xã hội nông nghiệp bận rộn mùa màng xong thì thời gian nhàn rỗi rất dài họ dùng những cách thức biểu diễn nghệ thuật này để khuyên bảo mọi người sống trung hiếu tiết nghĩa biểu diễn ra đều là nhân duyên quả báo người thiện sau đó có quả báo thiện người ác nhất định gặp ác báo là biểu diễn những điều này cho nên phần đông quần chúng chưa từng đọc sách chưa có tiếp nhận giáo dục tốt nhưng họ biết những nguyên lý nguyên tắc làm người làm việc họ học được từ đâu phần lớn từ thuyết thư nghe kịch là học được từ trong đây cho nên trước đây giải trí là giáo dục chứ không phải đơn thuần là giải trí trọng điểm chính là ở giáo dục ở trong phật pháp cũng dùng phương thức này để đạt đến mục tiêu giáo dục của phật đà cho nên bạn xem trong phật pháp xem trọng pháp tượng trưng của nghệ thuật hiện nay phật pháp suy rồi không phải không có nguyên nhân trước đây phật pháp hưng thịnh nói lời thành thật nhân tài hạng nhất cao nhất của thế gian đều ở trong phật pháp đều xuất gia đều là làm pháp sư pháp sư là nhân tài hạng nhất của thế gian cho nên người xuất gia làm thầy của đế dương Không phải người bình thường có thể tùy tiện xuất gia được. Thời tùy đường, người xuất gia phải trải qua các kỳ thi cử. Hàng mục thi cử trước tiên phải thi pháp thế gian. Tiêu chuẩn của pháp thế gian tương đương với tiến sĩ. Hay nói cách khác, học vấn thế gian bạn phải đạt đến cái tiêu chuẩn này, sau đó mới thi Phật pháp thi đậu thì hoàng đế mới phát bằng cho bạn bằng đó gọi là độ điệp bạn cầm được tấm bằng này bạn đi tìm đạo tràng nào có duyên pháp sư nào có duyên thì xuất gia với họ nếu bạn không có tấm bằng này nếu người nào thu nhận bạn xuất gia thì họ phạm pháp họ thu nhận bạn nhất định phải có độ điệp do hoàng đế ban cho bạn độ điệp hoàng đế ban cho bạn Nghĩa là thừa nhận học vấn Đức hạnh Pháp học thế gian và xuất thế gian của bạn Có thể làm thầy của tôi Bạn nói thân phận của họ cao biết bao Họ vừa cạo đầu xuất gia Thì quan chức địa phương phải đặc biệt cung kính đối với họ Là thầy của vua mà Cho nên nội dung của giáo hóa Là vô cùng đặc sắc bạn xem trước đây những văn tự này Kể tụng ca từ Tán tháng Làm rất hay Không phải người bình thường có thể sáng tác được Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến chỗ này A-di-đà-phật à, Yeah.